Trong thời kỳ mang thai có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của trẻ nhỏ khi còn trong bụng mẹ. Nếu các bà mẹ có một chế độ dinh dưỡng hợp lý, khoa học sẽ giúp cho trẻ thông minh, khỏe mạnh và tránh được các dị tật bẩm sinh. Trong chương trình Vì Cuộc Sống, chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi của khán giả truyền hình hỏi về vấn đề chế độ dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai. Và để giải đáp các thắc mắc xung quanh vấn đề này thì chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải, giám đốc trung tâm khám và tư vấn dinh dưỡng Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Thưa bác sĩ, các bậc cha mẹ bây giờ cũng rất quan tâm đến những chất dinh dưỡng có lợi cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Chị Lê Thị Hồng Hạnh, địa chỉ ở thị trấn Nghĩa Lộ, Yên Bái. Chị Hạnh đang mang thai em bé thứ hai và cũng như nhiều bà mẹ khác thì chị Hạnh mong muốn là được sinh ra một em bé khỏe mạnh và thông minh. Chị Hạnh có hỏi là bác sĩ có thể cho biết là những cái chất dinh dưỡng nào thì có ảnh hưởng tới việc phát triển về trí thông minh cũng như khỏe mạnh của trẻ nhỏ. Chúng ta được biết thì làm bậc cha mẹ, nhất là các bà mẹ, thì ai cũng mong muốn là mình sinh ra được những đứa bé khỏe mạnh và thông minh. Thế thì cái vấn đề khỏe mạnh và thông minh thì nó không phải là bỗng nhiên mà nó có được, mà hoàn toàn phải qua một cái quá trình bà mẹ cần phải có những cái kiến thức rất là cần thiết. Thì chúng ta đều biết là trong cái giai đoạn bà mẹ mang thai ấy, mà muốn cho con mình sau này thông minh và khỏe mạnh thì các bà mẹ phải cần được bổ sung đầy đủ các cái vi chất dinh dưỡng. Và hiện nay thì người ta thấy rằng là một trong những cái vi chất dinh dưỡng mà rất quan trọng đối với bà mẹ mang thai đó là axit folic và sắt. Thì bởi vì là trong quá trình mang thai ấy, thì nhất là trong cái 3 tháng đầu tiên khi mà đó hình thành các bộ phận ở cơ quan ấy, thì axit folic là một trong loại axit nó rất là quan trọng, cần thiết để hình thành phát triển cái thần hệ thống thần kinh của thai nhi. Và nếu như mà trong cái thời gian mang thai đó, nhất là trong 3 tháng đầu tiên ấy, thì bà mẹ của chúng ta mà thiếu axit folic thì cái nguy cơ mà đẻ sinh con bị dị tật nứt đốt đốt thần kinh rất là cao. Em bé sinh ra có thể là bị nứt đốt đốt thần kinh, có thể là bị thai vô sọ hoặc có thể thoát vị tùy. Đấy là những cái mà chúng ta người ta thấy là hay gặp nhất, và người ta thấy là những bà mẹ nào mà trong thời kỳ mang thai mà không được bổ sung đầy đủ axit folic thì cái nguy cơ mắc cái dị tật này rất là cao. Thế chính vì vậy cho nên là cái rất nhiều cái chất dinh dưỡng cần thiết, nhưng mà có lẽ là axit folic là một trong những cái chất dinh dưỡng cần thiết nhất đối với thời mẹ mang thai, nhất là trong 3 tháng đầu. Và cái chất thứ hai mà bà mẹ thường trong thời kỳ mang thai cũng rất là cần đó là sắt. Thì chúng ta đều biết là sắt là thành phần quan trọng nhất để cấu tạo nên hemoglobin, để làm cái thành phần xương chính. Hemoglobin là cấu tạo chính của hồng cầu. Mà khi bị thiếu máu thì bà mẹ của chúng ta khi mang thai thì sẽ rất có nguy cơ cao là thai có thể bị sẩy thai, rồi thai sinh non, rồi là suy dinh dưỡng bào thai. Và nguy hại hơn nữa là nếu như bà mẹ bị thiếu sắt trong thời kỳ mang thai thì còn có thể dẫn đến cái tình trạng băng huyết, cũng như là răng băng huyết hoặc là băng sau khi sinh, mà có thể nguy hiểm đến cả tính mạng của mẹ và con. Và nếu như mà trong thời kỳ mang thai mà bà mẹ thiếu sắt thì nguy cơ sinh ra những em bé bị suy dưỡng bào thai từ trong bụng mẹ với nguy cơ đẻ non cũng rất là cao, và đặc biệt sau này sinh ra thì em bé của chúng ta nguy cơ sẽ bị thiếu máu thiếu sắt từ ngay từ khi trong bụng mẹ, thì cũng là một trong những yếu tố mà gây chậm phát triển về tinh thần cũng như là vận động của trẻ em. Bên cạnh sắt và axit folic ra thì chúng ta đều biết là còn rất nhiều vi chất quan trọng cần thiết khác, ví dụ như là kẽm, ví dụ như canxi. Nhưng mà tuy nhiên thì những cái thực phẩm này thì chúng ta có thể bổ sung sau cũng được, nhưng mà riêng cái vấn đề thiếu sắt và thiếu axit folic thì là một trong những cái vấn đề mà rất là hay gặp ở bà mẹ mang thai, trong đặc biệt là trong những tháng đầu tiên. Vâng ạ. Một lá thư khác của bác Lê Thị Chất ở 26 Lê Hồng Phong, Hải Phòng hỏi: con gái tôi đang mang bầu được 5 tháng, vậy thì con tôi cần bổ sung viên sắt như thế nào để cho đủ ạ? Chúng ta đều biết thì cái nhu cầu sắt bình thường của phụ nữ chúng ta hay là của người trưởng thành ấy, thì một ngày bình thường chỉ cần khoảng 10 đến 11 mg một ngày thôi. Nhưng mà đặc biệt đến cái giai đoạn bà mẹ mang thai cũng như là nuôi con bú thì cái hàm lượng cái nhu cầu sắt cao lên rất là nhiều, cao lên gấp đôi, tức là phải cần khoảng hơn gấp đôi, khoảng 20 cho đến 25 mg một ngày. Thế chính vì vậy cho nên là bây giờ hiện tại là con của bác bây giờ là đang mang thai tháng thứ 5 rồi, thì bây giờ là đương nhiên là phải cần bổ sung sắt rồi, bởi vì sắt là cần phải bổ sung từ khi trước khi mang thai cơ, cho đến suốt thời kỳ mang thai cũng như là sau khi nuôi, sau khi sinh 3 tháng rồi người ta cũng vẫn trong thời gian nuôi con bú người ta cũng vẫn cần phải bổ sung thêm sắt. Như vậy thì mỗi một ngày là con của bác cần phải bổ sung khoảng 20 cho đến 25 mg sắt một ngày. Trên thực tế thì các chị em phụ nữ thường phàn nàn là khi mà uống viên sắt họ cảm giác rất là khó chịu, như là buồn nôn này, trong sắt này có vị tanh này, nóng ngực này, khó chịu ở dạ dày và đặc biệt là trứng táo bón. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích cho các chị em phụ nữ biết là tại sao mà khi uống viên sắt thì lại có những cái tác dụng phụ như vậy ạ? Thực ra thì chúng ta mình biết là sắt thì là một cái kim loại
Nói chung là cái vị uống vào thì nó rất là mùi vị, rất là tanh và khó chịu. Và hầu hết chúng ta đều biết là hiện nay các cái chế phẩm sắt ở trên thị trường bây giờ ấy, thì phần lớn là ở cái dạng phương pháp hoặc là dạng gluconat hay tất cả các dạng khác, thì hầu hết là nó ở dạng rất là khó hấp thu. Bình thường ấy, tất cả kể cả sắt trong thức ăn cũng vậy, cái tỷ lệ hấp thu vào trong cơ thể rất là kém. Thường ví dụ như là cái sắt các cái dạng khác ấy, thì khi hấp thu ở trong cơ thể thì khoảng chỉ được khoảng 10-15% thôi. Như vậy thì cái phần lớn sắt không được hấp thu vào trong cơ thể, như vậy thì nó sẽ được đào thải qua phân ra ngoài. Chính vì vậy nó là một trong những nguyên nhân gây táo bón cũng như là rối loạn phụ nữ. Đấy chính là cái nguyên nhân mà tại sao mà chị em phụ nữ của chúng ta uống sắt thì rất có cảm giác khó chịu, buồn nôn cũng như là nguyên nhân gây táo bón rất là hay gặp. Thưa bác sĩ, vậy thì làm thế nào để mà có thể làm giảm thiểu các cái tác dụng phụ của viên sắt như vậy? Thì trước hết thì chúng ta được biết là để hạn chế cái tác dụng phụ của viên sắt này thì thứ nhất là chúng ta phải uống sắt xa bữa ăn. Tức là sắt muốn hấp thu tốt nhất thì chúng ta phải hấp thu vào cái khoảng cách khoảng cách giữa hai bữa ăn, tức là lúc không no quá cũng như là không đói quá. Tức là thường là ta uống sau khi ăn 2 giờ hoặc là trước khi ăn 2 giờ. Đấy, với khoảng cách giữa hai bữa ăn thì là cái tác dụng phụ nó cũng ít hơn. Thứ hai nữa là để cho cái vấn đề sắt nó hấp thu được tốt hơn thì chúng ta được biết là cái vitamin C là đóng một vai trò hết sức quan trọng trong vấn đề tăng cường hấp thu sắt. Chính vì vậy cho nên là bên cạnh cái việc uống viên sắt thì chị em chúng ta nên bổ sung thêm vitamin C. Mà bổ sung vitamin C thì nên bổ sung qua đường ăn uống và ăn các loại hoa quả, ví dụ như là chuối, ví dụ như là đu đủ hay là các quả rau, các loại rau xanh thì cũng coi như là chứa rất nhiều vitamin C. Như vậy thì nó sẽ làm cho việc tăng cường hấp thu sắt, và đồng thời cũng ăn nhiều rau quả thì có tác dụng tăng cường chất xơ, như vậy thì cũng giảm phần nào cái tình trạng táo bón của trẻ em. Bên cạnh cái việc mà chị em của chúng ta bổ sung thêm vitamin C hay là bổ sung thêm ăn thêm rau, hoa quả trong bữa ăn hàng ngày để giảm cái tình trạng táo bón cũng như là tăng cường có vitamin C thì tăng cường cái việc hấp thu sắt để tránh cái tình trạng mà sắt được hấp thu nhiều hơn để tránh cái đoạn tiêu hóa ra, thì chị em cũng có thể lựa chọn một cái giải pháp là hiện nay trên thị trường có cái sản phẩm sắt là Phenana, tức là được sản xuất theo cái phương pháp gọi là sắt nano, tức là người ta sản xuất phát dưới cái dạng những cái phân tử rất là nhỏ, cho nên là khi uống vào trong cơ thể thì gần như là hấp thu hoàn toàn, tức là hấp thu một cách tối đa. Chính vì vậy cho nên là cái lượng sắt nó thải qua phân rất là ít, mà chính vì vậy cho nên là nó có thể hạn chế gây nên cái tình trạng rối loạn tiêu hóa, buồn nôn hoặc là táo bón của chị em phụ nữ mang thai. Ngoài cái ưu điểm mà như bác sĩ vừa nói ở trên thì bác sĩ có thể cho biết là viên sắt Phenana có tác dụng gì khác nữa không ạ? Cái viên sắt Phenana thì là nó có một cái ưu điểm là vì nó sản xuất gọi là phương pháp nano, sắt nano, phương pháp sắt nano, tức là dưới cái dạng cái phân tử rất là nhỏ. Chính vì vậy cho nên là khi uống vào thì sắt được hấp thu một cách tối đa, tránh được cái tác dụng phụ như là tôi đã nói ở trên. Thì ngoài ra trong viên sắt Phenana này còn có chứa acid folic, là một cái loại acid mà rất cần thiết cho bà mẹ trong thời kỳ mang thai, tránh được cái dị tật đốt ống thần kinh ở thai nhi. Và bên cạnh cái việc bổ sung acid folic ấy, thì là trong sắt, viên sắt Phenana này còn có chứa đầy đủ các cái vitamin và khoáng chất khác, ví dụ như là vitamin nhóm B, là trong đó B1, B2, B6, B12 và rất nhiều các cái một số các cái vitamin khoáng chất nữa rất cần thiết cho bà mẹ trong thời kỳ mang thai. Chính vì vậy cho nên là nếu như chị em của chúng ta mà trong thời kỳ mang thai và nuôi con bú mà chúng ta bổ sung thường xuyên cái viên sắt Phenana này thì sẽ giúp cho chị em của chúng ta phòng ngừa được trong thời kỳ mang thai thì phòng ngừa được cái dị tật đốt ống thần kinh ở thai nhi, phòng ngừa được cái tình trạng thiếu máu của bà mẹ, và đồng thời là cung cấp cho bà mẹ của chúng ta đầy đủ các cái vi chất cần thiết giúp cho con của chúng ta phát triển khỏe mạnh. Và khi mà bà mẹ mang thai có một sức khỏe tốt thì chắc chắn là sẽ sinh được những em bé khỏe mạnh và thông minh. Vậy thì chị em phụ nữ trong thời kỳ mang thai thì nên bổ sung viên sắt này như thế nào ạ? Thì xong cái viên sắt Phenana này thì là có chứa khoảng 10mg sắt. Vậy thì ngoài cái việc của chúng ta cung cấp qua chế độ ăn hàng ngày rồi thì chúng ta có thể chỉ cần bổ sung khoảng 2 viên một ngày. Như vậy thì sẽ đủ được cái nhu cầu sắt cho chị em mình mang thai. Và chúng ta được biết là cái viên sắt Phenana này thì là nó cái hàm lượng sắt nó thấp hơn rất nhiều so với các loại sắt khác. Bởi vì là cái khả năng hấp thu của nó rất là cao. Chính vì vậy cho nên là cái hàm lượng sắt nguyên tố ở trong này thì thấp hơn so với loại sắt khác trên thị trường. Chính vì vậy cho nên là chỉ cần uống 2 viên một ngày thôi thì cũng đã gần như cung cấp được tương đối là đầy đủ các cái nhu cầu sắt cho bà mẹ trong thời kỳ mang thai cũng như là nuôi con bú. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ về cuộc trao đổi.